Suni Hạ Linh lọt top tìm kiếm Weibo bắt đầu nghi hình cho tỷ tỷ đạp gió 2024. Vào ngày 2 tháng 3, những bức ảnh Suni Hạ Linh chuẩn bị nghi hình cho tỷ tỷ đạp gió đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Trong thời gian ngắn, cô đã nhanh chóng leo top trên bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo ngay sau thông tin tham gia dự án này. Dù Suni Hạ Linh vẫn chưa lên tiếng chính thức về việc tham gia đạp gió nhưng netizen không khỏi háo hức và hy vọng cô sẽ tiếp tục giúp làng giải trí Việt ghi dấu ấn ở quốc tế như cách Chipu đã từng làm được. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ dần dần hình ảnh được cho là Suni Hạ Linh bắt đầu ghi hình đạp gió 2024. Trong hình ảnh được phát tán, nữ ca sĩ diện nguyên cây đồ đen cá tính, gây thiện cảm với thần sắc rạng rỡ, tươi rói. Dù chỉ chụp một vài góc nghiêng nhưng Suni Hạ Linh nhận được nhiều lời khen với vi rùa xinh đẹp, sắc sảo. Dù chương trình đạp gió vẫn chưa lên sóng nhưng Suni Hạ Linh đang là gương mặt nghệ sĩ quốc tế được netizen xứ Trung dành nhiều sự chú ý. Những thông tin về Suni Hạ Linh được cư dân mạng tìm kiếm và tạo hashtag trên nền tảng mạng xã hội với lượt thảo luận khá tích cực. Tác Suni Hạ Linh tham gia đạp gió đạt hạng 28 trên bảng hot search mục giải trí của Weibo vào ngày 1 tháng 3. Bên cạnh đó, nhất cử nhất động của Suni Hạ Linh đều được netizen nắm bắt nhanh chóng. Có thể thấy, sức hút của Suni Hạ Linh hiện tại không kém so với thời điểm Chipu sang Trung Quốc tham gia đạp gió mùa 4. Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, hay còn gọi là đạp gió, là một trong những chương trình âm nhạc hot ở Trung Quốc quy tụ nhiều nghệ sĩ trên 30 tuổi hoạt động nhiều lĩnh vực trong làng giải trí tham dự. Ở mùa thứ tư, Chipu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tranh tài cùng các chị đẹp khác. Hành trình của giọng ca đóa hoa hồng không chỉ được người hâm mộ Việt Nam theo dõi mà còn nhận được sự ủng hộ của đông đảo fan quốc tế.